Xin chào anh Nguyễn Linh và chào chị Cát Tường ạ. À, bạn dạ, có thể giới thiệu tên mình làm dạ, nghề gì? Em tên là Thái Châu. Năm nay 31 tuổi, hiện đang là nhân viên thiết kế của một công ty Nhật. 31 dạ, tuổi ha. Rồi, dạ, mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường ạ, à, em chào anh Huyền Linh ạ. À, chào em, à, em tự giới thiệu về mình. Em tên Nhung ạ, à, năm nay 27 tuổi, em là nhân viên văn phòng ạ. À, mình có bao nhiêu mối tình rồi? Tính tới thời điểm hiện tại thì có được 2 mối tình dắt dai rồi ạ. Chia tay cách đây bao lâu? À, mối tình gần đây nhất thì 2 năm rồi ạ. 2 năm qua không ai theo đuổi mình sao? Trong 2 năm qua thì nó thời gian đủ để nguôi ngoai. Cái mối tình đó sâu đậm lắm hả? Cũng 4 năm chị. Vậy tại sao phải chia tay vậy? Dạ, lúc đó thì nói chung là cũng chưa có chín chắn lắm. Với lại có nhiều cái, à, em với bạn đó có nhiều cái mâu thuẫn nhỏ và mình không ngồi lại mình chia sẻ với nhau. Vậy thì bây giờ là bạn nguyện vọng như thế nào? Trong tình yêu thì em quan niệm rằng là hai người phải là có niềm tin với nhau. Thì mình hiểu nhau thì nó có thể vượt qua được những cái cám dỗ. Bạn Dung bên kia cho anh hỏi một tí xíu. Theo như em nói là niềm tin thì nếu mà vậy thì tin là tin như thế nào? Anh có thể dao động bởi mọi người xung quanh tác động, nhưng mà anh có niềm tin vào người đó thì anh sẽ vượt qua được. Vậy theo em á, thì trong tình yêu, con tim với cảm tính thì em nghiêng về cái nào nhiều hơn hả? Em nghĩ tình yêu thì hơn con tim nhiều hơn. Tại cảm tính thì có thể nhất thời, thời điểm này mình như vậy, thời điểm sau mình có thể khác. Còn lý trí thì sao em? Anh hỏi khó quá à. Giờ hỏi là câu cuối cùng xíu, hỏi sao? Xíu em trả lời anh được không ạ? Rồi rồi, chốt. Hôm nay em đến đây em mong muốn gặp một cái người bạn trai của mình là một người như thế nào? Thứ nhất là phải hơn em 4 tuổi. Bên kia là bao nhiêu tuổi? 31 rồi chị. 31, hôm nay 27 là vừa luôn á. Vừa luôn, đúng 4 tuổi luôn á. Rồi ngoài cái tuổi tác ra mình còn mong muốn được điều gì nữa? Em thích bạn nam, những gì em làm không được thì em thích bạn nam làm được. Ví dụ như em rất thích bạn nam biết chơi guitar và biết hát. Hát hay hơn em là được. Bạn biết hát, biết guitar gì không? À, em chỉ biết hát thôi chị. Thái Châu hát hay lắm. Dạ. Bây giờ hai bên nào hát trước nè, bên đây cũng hát hay lắm đó mà muốn bạn trai mình hát hay hơn. Dạ thưa, em làm gì cũng được nhưng đừng kêu em hát. À, chính như vậy mới muốn bạn trai là hát phải không? Dạ. Vậy bạn trai hát đi. Dạ. Em thì thường hay hát karaoke cho nên nếu mà hát mà có quên lời hay là sai lời thì... Không sao, miễn có hát là bên đây cho thêm điểm rồi. Chỉ cần được thấy em cười vui, thấy em bình yên là mọi buồn đau, mọi lo toan cùn sống như dần tan biến. Điều anh mong ước thân gian đơn, ước mong ngày sau dù đời buồn đau, mình luôn mãi gần nhau. Hạnh phúc xa vời với biết bao người, với riêng anh thì không, bởi biết rằng anh luôn có em cùng chia sẻ buồn vui. Không biết được chưa hai em? À, giọng hát như vậy có đủ thuyết phục được em không? À, thứ nhất là tự tin hơn em khi trình diễn, rồi thứ hai là hát hay hơn em là được rồi ạ. Thôi được rồi, được rồi. Tiêu chí bạn gái như vậy, còn tiêu chí bạn trai thế nào? Trước hết là phải có tí sắc. Thứ hai thì bạn gái thì phải biết suy nghĩ. Ai không biết suy nghĩ? Suy nghĩ gì bạn? Nghĩ tốt về em. Ủa, mình tốt là mình nói tốt. Dạ. Không lẽ mình xấu? Mình xấu bắt ta suy nghĩ tốt. Nhưng mà tại vì bạn đó nếu mà là bạn gái của em thì cũng em xấu cũng phải nghĩ em tốt. Bậy bà. Phải có niềm tin mà chị. Niềm tin thì tin, nhưng mà em phải tốt thật người ta mới nghĩ em tốt chứ. Tự nhiên em xấu bắt người ta niềm tin nghĩ tốt. Mình xấu quắc rồi nói đẹp quá. Rồi còn gì nữa? Em thì không có giỏi xã giao. Bạn nữ nếu mà được thì xã giao tốt một tí xíu. Em chỉ vậy thôi. Em thích là bạn gái. Một là đừng quá quê. Vì mình là con gái cho nên mình phải biết chăm sóc mình một tí xíu. Ủa nó nghe nè, bộ bạn đẹp lắm hả? Dạ không. Ta đang gọi là nói lên cái sở thích. Ví dụ mà bạn về nhan sắc á, là tại vì bạn đòi là một người phụ nữ có tí sắc đúng không? Dạ. Bây giờ nếu về nhan sắc bạn tự chấm điểm bạn được nhiêu điểm? Thì chắc cũng khoảng 7-8 điểm chị. Rồi để tôi qua tôi coi. Không phải là chết với tôi. Tôi rối não với ông này quá, tức quá. Dạ chào chị. Sao chị, được 7 điểm không chị? Đứng lên xoay vòng coi. Thương tình lắm mà cho 6 điểm. À, cảm ơn chị. Muốn người bạn gái mình là người như thế nào? Cỡ như Mỹ Tâm đó chị. Có bao nhiêu mối tình rồi? À, em thì chính thức thì chưa. Hèn chi đòi hỏi nhiều quá. Dạ. Nắm tay chưa? Dạ rồi. Hôn chưa? Dạ chưa. Lát chị cho thử. Ai cho? Chị cho thử hả? Come on. Let's...
gan lắm đó. Biết hùng không? Chắc sơ sơ chị. Đâu lứng rồi làm thử coi. Chị lại làm khó em. Dám không? Cái gì đỏ mặt mới có hung thôi mà. Làm luôn. Chút đi chị, để anh lấy, em lấy lại bình tĩnh thôi. Gung lắm hả? Dạ. Coi đâu đơn giản hung chị, mình thì hung ngay trán. Dạ. Ai kêu hung ngay mỏ chứ mà. Lung gì lung. Nó tưởng tượng trong đầu là nó hung cái mỏ, hiểu không? Nó tưởng tượng vậy đó. Dạ. Có gì đâu. Anh là coi nè, anh làm liền nè. Thôi khỏi. Lợi dụng. Rồi, một chút xíu về nghề nghiệp của mình. Dạ, em làm về thiết kế máy. Ví dụ công ty họ yêu cầu nhân viên thì phải làm đóng dấu, mỗi người tự đóng. Thì bên em làm tự động vô, truyền vô băng truyền thì máy tự đóng, đi ra luôn. Giống như kiểu robot đó hả bạn hả? Dạ, bên em cũng có sử dụng robot luôn. Rồi. Mình làm robot tình yêu được không? Dạ, nếu mà anh đặt hàng mà nếu mà được giá thì tụi em cũng làm được. Anh đặt cô nè, đẹp, rồi thương chồng nè, dạ. Chung thủy nè, ở nhà không đi đâu nè, dạ. Lo cho con nè, dạ. Thẩm rửa giặt rũ cho anh hết nè. Chỉ có nha, vợ nha là đẻ. Đó là con. Được không? Thôi, bây giờ hỏi robot tôi biết gì con người đây, không chịu hỏi. Hôm nay mình tới đây có ai theo ủng hộ mình không? À, dạ có, em đi với bạn thân của em. Bạn thân của rồi, em. Rồi, mời bạn thân. Chào em, dạ. Em tên là gì? Em tên Hiệp. À, Nhung không ai đeo đuổi hả em? Dạ cũng có mấy người đeo đuổi chị. Nhưng mà có lẽ là Nhung cảm thấy không hợp về tính tình hay là cái gì đó thì Nhung không có tiến tới được với Nhung mấy người đó. Nhung không phải là khó tính mà là Nhung có những cái mục tiêu, những cái yêu cầu riêng của Nhung đối với cái đối tượng đó. Và có lẽ là những cái đối tượng trước á mà tiến tới với Nhung thì không thỏa mãn được Nhung ở cái mảng những cái mục tiêu. Nên em nghĩ cái anh bên đó 31 tuổi chưa có bạn gái lần nào, em thấy sao? Em không tin đâu. Không tin. Dạ, có vẻ ảnh có vẻ đậm hoa chứ không phải là kiểu thiếp người khép nép. Cảm ơn em. Dạ. Hôm nay bạn có đi với ai? Dạ không, em đi một mình. Bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau để xem coi trái tim mình có đập hay không, rung động hay không. Dạ. Thôi chúng ta kéo màn lên. Là cho anh lên 7-8 điểm hay không là quyền của em nha. Theo chị 6 điểm được không chị? Chị cho 6 điểm ạ. 2 phút dành mặt nhau bắt đầu. Dạ. Chào em. Em có món quà nặng ký tặng anh. Rồi, anh cảm ơn nha. Dạ. Anh có tò mò trong đó có gì không ạ? Để anh mò một tí rồi tôi nói ra cái việc này. Dạ, anh có thể đoán ạ. Đừng nói hai cục gạch nha em. Cái đó là món trò chơi xếp hình gỗ. À, rút ra phải không? À, dạ, đôi khi đi cà phê với bạn bè anh có thể chơi dùng với bạn, đôi khi anh không thích nói chuyện thì anh có thể lấy này chơi để giết thời gian. Anh thích cái này. Dạ. Theo quan điểm của em thì em nghĩ người bạn trai của em có cần về trình độ học vấn như thế nào? Theo anh quan trọng không? Theo anh thì không quan trọng. Em thì đối với em không quan trọng vấn đề đó, chủ yếu là người nam có định hướng tương lai rõ ràng và biết mình cần gì và điều gì là quan trọng nhất và mình sẽ làm gì để được điều đó. Có nghĩa là cái mục tiêu đó là em bắt bạn nam đó là phải có cho em và giải quyết từng mốc cho em. Dạ không. Hay là mình chỉ cần có chí hướng tới đó là ok được rồi, còn làm được hay không cái vấn đề đó là tính sao? Thì em cũng muốn lắng nghe và chia sẻ người bạn nam đó có cái suy nghĩ như thế nào thôi. Còn mọi suy nghĩ của mỗi người thì em không có can thiệp được. Nói chuyện hẹn hò tình yêu đi. Dạ. Nãy em có nghe anh họ nói là anh ngại giao tiếp phải không ạ? Đúng rồi. Là như thế nào vậy anh? Có nghĩa là khi gặp người lạ thì thường anh không có nói chuyện nhiều. Tại hoặc sao là cũng ạ? Không. Cái gọi là tính cách rồi. À. Có thể là em nhìn ngoại hình của anh thì có vẻ là nhìn cũng xì tin. Nhưng mà thực ra bên trong nó khác. Khác là sao anh? Có nghĩa là bên trong anh sống nội tâm hơn, anh lại suy nghĩ hơi bị nhiều, có thể là hơi cụ non luôn á, cho nên em nghĩ như thế nào? Chóng mặt rồi em. Dạ. Thí dụ như anh gặp một người, ví dụ anh không có bắt chuyện, ví dụ người khác bắt chuyện anh có trả lời lại không ạ? Người khác bắt chuyện thì anh sẽ trả lời. Em thấy anh như thế nào? Thấy thế nào là sao anh? Có nghĩa là theo như cái hình mẫu của em á thì em thấy anh có được hay không? Theo như chị Cát Tường cho 6 điểm thì em cũng ổn. Là bấm nút phải không em? Dạ, để xíu trả lời sau được không ạ? Rồi, kết thúc. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm và quyết định. Các bạn nên nhớ rằng khi ta bấm nút là chúng ta quyết định một điều gì đó trong cuộc tương lai có thể là rất quan trọng. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Dù sao thì cũng đã hẹn hò với nhau và hy vọng trong những cuộc hò đó chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn và
hạnh phúc sẽ đến hai bạn.